Câu hỏi được đặt ra là tại sao phải chụp ảnh vào ban đêm? Đơn giản vì ánh sáng của thành phố lên đèn mang lại những hình ảnh lung linh rất đặc biệt. Bạn được cho là muốn chụp ảnh đêm thì phải cần đến những cái máy ảnh chuyên nghiệp và rồi vô số những cái thứ phức tạp khác như là đèn LED, ISO, khẩu độ của ống kính. Trong giới hạn của việc cầm điện thoại lên và chụp ảnh đi chơi, dạo phố thì bạn hãy quên tất cả những kỹ thuật phức tạp chuyên nghiệp ấy đi. Bạn chỉ cần chiếc điện thoại và bỏ túi 5 bí quyết chụp ảnh chân dung rất đơn giản trong video này. Bạn chỉ cần nhớ những từ khóa sau đây. Bokeh mà mọi người hay còn gọi là bokeh, nghĩa là những cái vùng mờ, nhòe, ở ngoài phạm vi lấy nét. Trên điện thoại để thấy được hiệu ứng bokeh, bạn chuyển sang chế độ chụp ảnh chân dung, di chuyển khẩu độ ống kính camera điện thoại ở mức mở rộng nhất là f1.4. Và bạn cũng đừng quên kết hợp với mức zoom lớn nhất để tăng hiệu ứng số phông cho bức ảnh, giúp nhân vật nổi bật lên khỏi khung cảnh đêm. Những bóng đèn đường là nguồn sáng rất là mạnh để tạo thêm hiệu ứng ánh sáng lãng mạn cho bức ảnh. Bạn thử cho phép nguồn sáng từ đèn đường đi vào ống kính camera điện thoại. Nhưng nếu bạn ở góc trực tiếp hướng thẳng điện thoại vào đèn đường thì bức ảnh sẽ dễ bị chói sáng và mất nét. Mẹo nhỏ là bạn di chuyển điện thoại lệch sang một bên để tạo ra ánh sáng xuyên, lúc đó thì bức ảnh sẽ trông rất là mờ ảo. Chụp ảnh ngược sáng là kỹ thuật khó vì bạn chưa biết cái mẹo nhỏ sau đây. Nói đơn giản cho dễ hiểu, nghĩa là bạn giấu cái nguồn sáng ra phía sau nhân vật, tạo ra cái hiệu ứng ven tóc rất là đẹp. Ví dụ mà bạn đang xem, khi nguồn sáng chiếu thẳng vào camera thì nhân vật sẽ bị chói sáng mờ đi. Bạn thử hạ thấp điện thoại xuống một chút để né cái nguồn sáng, ẩn cái nguồn sáng vào phía sau đầu nhân vật thì rõ ràng là có sự khác biệt. Khi ánh sáng đèn đường không bị ẩn phía sau hoàn toàn, bị lệch sáng sang một bên, dù có bé xíu cũng sẽ làm cho bức ảnh không còn được rõ nét. Phơi sáng lâu là kỹ thuật khó chỉ dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Vì là chụp tốc độ chậm, rất khó để cho bức ảnh được rõ nét. Bạn nên có một cái chân máy để cố định điện thoại và tải một cái ứng dụng chụp tốc độ chậm. Bạn cài đặt thông số như hướng dẫn trên màn hình và chắc chắn là kết quả sẽ làm bạn rất là ngạc nhiên. Bạn cũng có thể sáng tạo ra nhiều ý tưởng khác như là vẽ ánh sáng tùy thích. Nghiêm túc mà nói thì chất lượng hình ảnh không thể so sánh được với các máy ảnh cơ chuyên nghiệp, nhưng điện thoại mà chụp được như thế, để up ảnh lên Facebook hay là TikTok thì quá tuyệt vời rồi. Trên iPhone, chức năng Live Photo rất hay. Khi chụp đêm, chức năng này mô phỏng kỹ thuật phơi sáng lâu làm mờ chuyển động, nên là bạn có thể sáng tạo dùng để xóa người thừa ra khỏi bức ảnh mà không cần phải dùng cái app nào khác. Trước khi chụp, bạn bật Live lên, vào album ảnh, xem lại ảnh vừa chụp, bấm vào góc trái có chữ Live, bạn chọn tiếp phơi sáng lâu. Việc xóa người thừa chỉ trong một giây thôi. Nếu bạn còn biết thêm chức năng nào trên điện thoại giúp chụp ảnh đẹp hơn, hãy đóng góp bằng cách để lại bình luận cho mọi người cùng tham khảo với nhé. Chúc các bạn chụp được nhiều ảnh đẹp và sớm gặp lại trong các video tiếp theo.